Dạ rồi, xin thân ái kính chào quý cô chú bác anh chị gần xa thích mai vàng và đêm mai sưu tầm bông sẽ chuyển trên cả nước ạ. Dạ rồi, hôm nay thì vườn của em Nhi ha có tiếp tục là một cái clip nữa để giao lưu với cô chú anh chị gần xa một số cây mai mini hàng chơi Tết năm 2023 cô chú anh chị ha. Cảm ơn cô chú anh chị mình vào xem được cái nào thì ủng hộ cho vườn của em Nhi cô chú anh chị nha. Thì không làm mất thời gian nữa ha, em mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn em Nhi để em Nhi chào giới thiệu và giao lưu ha. Rồi chào em Nhi ơi. Dạ chào anh ạ, xin kính chào toàn thể các cô chú anh chị mình đang xem kênh ạ. Dạ, hôm nay thì trở lại kênh thì em cũng xin giao lưu cô chú anh chị mình một số giống như em chị Tết ha. Cây thì giá hữu nghị thôi nha, giá bên vườn em là rẻ hơn các vườn khác rất là nhiều nha cô chú anh chị mình có thể vô xem và coi thử ha. Rồi. Vườn em rất là rẻ rồi. Rồi vô cây đầu tiên của mình là mã số 13H ha. 13H là một cây giả Phú Tân nha. Rồi. Không bán này để hoài không. Mấy cái cũ nè cô chú anh chị ha. Củ nó rất là to luôn, rất đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ơi. Hoành nó được 7. Hoành cũ của nó là mình được 17. Rồi. Cao là mình được 37. Cái ngang là mình được 53. Rồi, giả Phú Tân em cũng xin lỗi cô chú anh chị mình giá chỉ 160.000 ha. Rồi, đợi cây. Rồi, tiếp theo mã số 14H. 14H là một cây giả siêu âm Sài Gòn nha cô chú anh chị mình ơi. Cây nè, nút nụ rất là to luôn nha cô chú anh chị mình ơi. Xanh âm luôn nha. Cây này mình chơi Tết nên là quá trời ưng ý này, bông nó rất là to. Hoành của nó là mình được 8. Hoành cũ của nó là mình được 18, hoành cũ bí ha. Cao là 48, tán ngang là mình được 56. Rồi, rồi giả siêu âm Sài Gòn này em cũng xin giao lưu qua giá chỉ 230.000 nha. Rồi, rồi. Đợi cây. Rồi, mã số 10. 15H. 15H là một cây giả Phú Tân nha cô chú anh chị mình ơi. Rồi. Em còn có vài cây Phú Tân nữa nè, em bán lên hơi nhiều ha để thanh lý ha. Hàng liền cốt mà cô chú anh chị. Dạ. Hàng liền thân liền cốt hết rồi. Nó cũng già mùa lắm rồi cô chú. Hoành của nó là mình được 6. Nụ có nha cô chú anh chị, cây nào cũng cao là 59, tán ngang là mình được 62. Rồi cây giả Phú Tân này em cũng sale giá chỉ 160.000 nha. Rồi. Rồi. 160.000 ha. Rồi tiếp theo cây mã số 16H ha. 16H là một cây giả Phú Tân đó nha cô chú anh chị mình ơi. Rồi. Rồi. Cây này toàn rất là toàn nha cô chú anh chị mình ơi. Hoành cũng nó cũng rất là khá là to nha. Rồi. Nè, cái nó có 3 chân ha. Rất là dễ thương nha. Hoành được 7. Rồi. Cao 50. Tán ngang là mình được 54. Rồi, cây giả Phú Tân này em cũng xin giao lưu giá chỉ 170.000 nha. Rồi. Rồi. Đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 17H là cây đại lộc nha cô chú anh chị mình ơi. Rồi. Đại lộc là nút nụ quá trời nhiều luôn nha cô chú anh chị mình ơi, cứ yên tâm nha. Nụ to chảng luôn cô chú anh chị. Hoành cũ nó nha. Rất là đẹp luôn nha. Cái chân này mà về mình trồng đất ha là sau này cây bá cháy luôn cô chú. Rồi. Hoành được 8. Cao là được 61. Ngang là 52. Rồi, cây đại lộc này em cũng xin giao lưu giá chỉ 180.000 nha. Rồi, đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 18H. Rồi. Phải không ta? 18H là một cây giả Phú Tân nha. 18H. Rồi, tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Liền cốt 100% ha. Hoành nó là mình được 7. Rồi. Hoành cũ là mình được hoành cũ là mình được 19. Rồi. Cao 40. Tán ngang 61. Rồi, cái giả Phú Tân này em cũng xin giao lưu giá chỉ 170.000 nha. Rồi 170 ha. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 19H ha. Rồi. Cây Phú Tân ha em. Dạ, đúng rồi cô chú ơi. Cái tiếp tục là cây Phú Tân đó. Rồi. Còn Phú Tân hơi nhiều nên là lên xã bán hết luôn Phú Tân hem ha. Dạ. Mình là mình được 8. Rồi. Cao 59. Tán ngang 69. Và cái giả Phú Tân này em cũng xin giao lưu giá chỉ 160.000 ha. Rồi, đợi cây. Rồi, tiếp theo mã số 20H là cây đại lộc nha cô chú anh chị mình ơi. Cây này quá trời nút nụ luôn. Em nói thật cô chú anh chị mình nha là nút nụ đại lộc khỏi chê nha. Bên em vườn em là đại lộc bao nút nụ. Nụ dữ dàng nụ nha cô chú anh chị. Quanh được 7. Rồi. Cao 54. Ôi, tháng ngang 50.
Rồi cái đại lộc thì em xin giao lưu giá chỉ 180.000 cho cô chú anh chị về cho Tết luôn nha. À 180 em ha. Dạ. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 21H, một cây giảo siêu bông hát cô chú anh chị mình đây. Rồi một cây siêu bông nữa ha. Dạ. Cái này siêu bông mình còn nhiều không em? Dạ không anh ơi. Siêu bông em còn có mấy chừng 2-3 cây nữa, không nhiều. Rồi đã không số luôn em ơi. Quanh được 7. Rồi. Cao 48. 8.48. Rồi. Rồi cái này em cũng xin giao lưu giá chỉ 230.000 nha. Rồi mình đổi cây luôn em ơi. Rồi tiếp theo cây mã số 22H ha. 22H là cây đại lộc tiếp tục nha cô chú chị mình ơi. Rồi. Rồi cây đại lộc nút nụ chẳng chẳng luôn cô chú. Nụ nè cô chú anh chị ha. Dạ. Rồi đã không số luôn đi em. Dạ. Mình được 8 nè. Mình cũ nó khá là dễ thương nha. Cao là 59, 8.000 được 45. Nụ to chẳng cô chú anh chị. Cái đại lộc này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá chỉ 180.000 nha. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 23H. 23H là cây giảo. Giảo này là giảo đa phúc nha cô chú anh chị mình đây. Rồi. Rồi cây giảo đa phúc ha. Nụ khá là ok luôn nha. Củ đế quá hết là đẹp luôn chị. Hoành được 8. Rồi. Củ 15. Cao là mình được 50. Bán ngang là mình được 54. Rồi cây giảo đa phúc này em cũng xin giao lưu giá chỉ 230.000 nha. Rồi đổi cây luôn em ơi. Rồi tiếp theo cây mã số 24H là một cây giảo Phú Tân, cũng là cây cuối clip của em hát cô chú anh chị mình ơi. Cây này khá là to ha, anh chị mình xem đi, khá là dễ thương nha. Liền cốt luôn cô chú anh chị ha, liền cốt 100%. Quanh được 6. Ngủ khó ha. Cao 45. Bán ngang mình được 54. Rồi giảo Phú Tân này em cũng xin giao lưu giá chỉ 160.000 nha. Rồi 160.000 bao phí ha. Rồi đây cũng là cây cuối clip của em nha cô chú á. Cũng mong cô chú anh chị mình ủng hộ em clip này ha. Clip này cũng rất rẻ nha cô chú anh chị mình ơi. Vườn mai của em thì chắc cũng được mệnh danh là vườn mai giá rẻ luôn cô chú anh chị mình ơi. Vừa rẻ vừa bao ship nữa. Rồi cũng mong cô chú anh chị mình hương tình ủng hộ ha. Rồi. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là em Nhi cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho kênh. Cũng như là em Nhi trong suốt thời gian vừa qua ha. Em cũng xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ. Dạ. Rồi.